Nay ta học cái slot 12 là chúng ta sẽ nói về cái API, chúng ta viết các API. API. Thì lần trước là thầy đã hướng dẫn các bạn cách viết cái API select rồi đúng không? Ta viết tiếp các API khác. Vậy bây giờ để viết API thì nó có rất nhiều cái cách tiếp cận. Chúng ta có thể dùng API bằng ngôn ngữ Java, C#, Node.js, Python đúng không? Rồi PHP. Đấy, thì hôm trước là hướng dẫn bằng PHP, hôm nay cho nên hôm nay thầy tiếp tục cái phần đấy nhé. Bây giờ đầu tiên chúng ta cần phải bật cái SAM lên đúng không? Thì các bạn vào bật bật cái SAM lên này. SAM lên. Nếu các bạn đã bật rồi như bạn làm theo như hôm trước thì chúng ta không phải bật nhé. Bởi vì cái của thầy thì thầy không để thành dịch vụ, thầy mới bật. Các bạn để dịch vụ rồi không cần vào đâu. Sau khi bật xong rồi thì các bạn có thể vào gõ localhost nhé. Nó sẽ ra như thế này, đúng không? Và hôm trước ta có một cái database ở đây, rất nhiều database này. Giả sử ta có một cái database là khách hàng, mã khách hàng, tên khách hàng, phone và địa chỉ. Đấy. Có cái database, cái bảng dữ liệu như thế này ở cái A6 nhé. Thế bây giờ ta sẽ viết một cái API để insert dữ liệu vào đây, đúng không? Thì như thầy nói hôm trước là chúng ta sẽ phải để mà thực hiện thì các bạn phải lưu ở trong thư mục này. C, SAM, htdoc và cái gì đấy nó phải ở trong đây nhé. Hôm trước ta làm cái chữ PRM đây, API này nó. Và đây. Bây giờ ta viết tiếp các API khác nhé. Thì các bạn sẽ truy cập đúng vào thư mục này thôi. Các bạn sẽ mở cái Visual Studio Code ra. Rồi. Các bạn nếu như máy của bạn bạn vào ổ C này, htdoc này, tìm đến cái thư mục này. Rồi các bạn sẽ viết một cái là insert chấm php chẳng hạn. Đấy. Nó luôn phải có cái cú pháp là bắt đầu như thế để nó hiểu đấy là cái kịch bản PHP đúng không? Bây giờ về cái user password thì các bạn có thể khai báo như thế này. Hot này. Bằng localhost. Đúng không? Username thì bằng root, password thì bằng dấu trắng nhé, DB name. Thì tên DB name của chúng ta là nó là A6 nhé, A6. Đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo kết nối, ta sẽ có connection bằng new MySQLi đúng không? Chuyển đây là hot, username, password và db.
Okay, đây là khai báo chuỗi kết, đây là khai báo này. Báo thông tin cơ sở dữ liệu đúng không? Đây là gì? Tạo kết nối. Ok chưa? Bây giờ ta viết cái lệnh, ví dụ ta có cái lệnh SQL này bằng insert into khách hàng, đúng không? Khách hàng value ví dụ các bạn có thể để hash code vào đây, chúng ta sẽ có mã khách hàng đó, tên khách hàng, phone và địa chỉ, thì các bạn có thể để mã khách hàng là chẳng hạn như ta có PH02 tên khách hàng Trần Văn B gì nữa, phone 09000000 đúng không, địa chỉ là Hòa Lạc chẳng hạn, và đi em đấy. Rồi, như vậy đã có cái câu lệnh này rồi đúng không? Bây giờ ta thực thi câu lệnh đúng không? Thì chúng ta sẽ có là gì đây? Là connection.query. Ta truyền đây là SQL. Được chưa nhỉ? Đấy. Nếu mà cái này mà thành công thì nó sẽ bằng true. Các bạn sẽ đưa ra thông báo là gì? Insert thành công. Đúng không? Còn ngược lại thì các bạn sẽ đưa ra cái lỗi đúng không? Lỗi. Và nó nối với thì ta dấu chấm là gì đấy? Connection. Chấm gì? Error. Nhá. Và ta đóng kết nối lại. Rồi. Như vậy là cái đoạn code này là cái code insert nhé. Để mà chạy thử chúng ta sẽ gọi là localhost này, nó gọi localhost trước này, truy cập vào cái thư mục tên là htdoc chính là localhost, sau đó không prm và insert.php đúng không, nó sẽ có không prm và insert.php, nó gọi insert thành công đúng không. Muốn kiểm tra đúng hay không, chúng ta kích vào bảng khách hàng. Như vậy ta sẽ có một cái bảng ghi số 2 được thêm vào. Đấy, chưa nhỉ? Đấy, như vậy là ta đã insert thành công. Như vậy một cái API viết như thế này cũng đơn giản đúng không?
Xong chưa các em? Bài toán bây giờ tức là chúng ta chỉ insert được một cái dữ liệu cố định thôi đúng không? Vậy làm thế nào để ta thay đổi được cái dữ liệu đấy? Thì các bạn sẽ làm như thế này nhé. Bây giờ ta truyền tham số này. Truyền tham số nhé. Chỗ này ta truyền tham số. Thì tham số nó có mấy loại đấy đúng không? Ví dụ như là get, là post đúng không? Thì trường hợp này để cho đơn giản ta dùng get đúng không? Thì dùng get thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là product name, product description. Thôi được rồi. Thế tạo một cái bảng khác nhé. Có trường ID name Pride description nhé.
chẳng hạn như tạo một cái bảng khác này, new này đúng không, là ID va cha, ví dụ như là 100 đi, primary nhé. Rồi, name va cha 200 đi, price và description đúng không? Đấy, như vậy chúng ta sẽ có ID thiếu name nhỉ? Add thêm một cái nữa, ID à, name đủ rồi đúng không? ID name, price description đúng không? Đủ rồi đúng không? Chúng ta lưu lại. Như vậy ta sẽ có một cái bảng là bảng quên bảng tên là product. Product nhé. Rồi. Như vậy ta có cái bảng product. Vừa tạo bằng một product nó đông mất gì? À đây rồi. Product rồi nhá. Bây giờ ta sửa lại cái bảng này, ta sửa lại là bảng product này. Thì ID là 1, name, price và description là sản phẩm 1. À. Sản phẩm 1. Là mô tả sản phẩm 1. Ok, cái này các bạn chạy chắc là vẫn được thôi đúng không? Các bạn sẽ gọi đây một lần nữa này. Insert này. Ui chà. Product. Mô tả sản phẩm 1. Incorrect value cái gì đấy? Tất cả là chuỗi hết mà đúng không? ID, name, price, description. Có gì lỗi nhỉ? Insert into product này, value này, một sản phẩm 1, ID này. Name, price, description, đúng không? ID, name, price, description, cấu trúc của nó này. Khóa chính ID name price description. À edit lại nhé, cái này nó bị nhầm này, chêng này, cái này chúng ta không để là để va cha đi 200 nhé, thế thôi lưu lại. Thì ta chạy lại cái này này, đấy insert thành công đúng không? Như vậy ta sẽ có một cái bảng tiếp theo là đã insert thành công. Nhưng mà bây giờ thầy muốn truyền tham số cơ. Thì làm nào truyền tham số? Thì chúng ta sẽ có một cái hàm là hàm nó gọi là iset. Iset là có tồn tại hay không nhé. Ta kiểm tra if này. Iset có tồn tại là cái get đúng không? Của cái ID không? Nghĩa là cái này là nếu có tồn tại cái get của ID được gọi đến hay không? Đúng không? Iset là một cái hàm hỏi là có tồn tại hay không. Còn get thì chính là cái phương thức get. Post là phương thức post nhé. Còn ID nó là cái trường dữ liệu. Đấy chứ nhỉ. Đấy. Và là iset của cái đô la get là ID này, name đúng không? Và iset của cái get này là price và iset của cái get là description nhé.
đấy đấy. Như vậy là cái iset nó là có tồn tại hay không, đúng không? Chúng ta đưa này vào đây, nếu tồn tại thì chúng ta sẽ lấy cái thông tin này. Rồi, rồi như vậy là đây là nó kiểm tra xem thì các cách truyền tham số nó sẽ như thế này nhé. Nếu mà có tham số như này thì người ta gọi như sau các em này, nó sẽ là localhost này, localhost http 2 chấm localhost đúng không? Là insert chấm php hỏi chấm nhé. Tham số thứ nhất là id bằng đúng không? Cái gì đấy, tham số thứ hai, và tham số thứ hai là name bằng cái gì đấy đúng không, ví dụ như là an. Tham số thứ ba, tham số thứ ba thì là price bằng 123 chẳng hạn đúng không. Tham số thứ tư là decoration bằng đúng không, a b c d, ví dụ thế nhá. Như vậy là đây là tham số này, đây là giá trị này, đây là tham số này, đây là giá trị này, đây là tham số này, đây là giá trị, đây là tham số, đây là giá trị đúng không? Đấy, thì các tham số và cặp tham số và giá trị nó phân cách nhau bởi dấu gì? Chữ và nhé. Đấy, thì cách gọi là theo ghép nó là như vậy nhé. Thế bây giờ ta sẽ truyền tham số vào đây, chúng ta sẽ có lúc này ta sẽ có này là ID sẽ nhận giá trị bằng get của ID, tức là bên người dùng người ta gửi đến đúng không? Đấy. Đúng không? Name sẽ nhận giá trị bằng cái này, get name nhá. Và price nhận giá trị bằng cái này. Cuối cùng description nhận trị bằng cái này nhé. Rồi lúc này ta sẽ truyền dữ liệu vào nhé, thì ta sẽ có là ID thì ta truyền ở đây nhé, name thì ta truyền vào đây, price ta truyền vào đây, description ta truyền vào đây nhá. Đấy, như vậy cách gọi là chúng ta sẽ gọi như thế này đúng không? Đây là các tham số này, lấy giá trị của các tham số, chỗ này gọi là lấy giá trị của các tham số nhá, lấy giá trị của các tham số. Nào bây giờ ta chạy thử nhá. Bạn copy cái chỗ thầy comment này này, copy cả cái này. Đó, Ctrl C này. Các bạn nhìn đây, chúng ta mới có một cái bản ghi là một sản phẩm gì đấy đúng không? Bây giờ thầy sẽ đẩy vào đây, thầy viết lại một lần nữa nhé. Ctrl V này, ta enter này. Ấy chà. Cái gì đây? Localhost insert ID bằng gì đấy? Not found. À, chúng ta thiếu một cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Thiếu nó là cái PRD gì đấy đúng không? À, nó là cái... không phải. Mà nó thiếu cái tên là không PRM, đúng không? Không PRM. Thì các em cần đưa cái không PRM vào đây nhé. Đấy. Ta chạy thử nhé.
insert thành công đúng không? Kiểm tra lại đúng này. Nếu refresh chỗ này thì lập tức em sẽ nhìn thấy cái dòng thứ hai. Đó gì nhỉ? Bây giờ em thay các tham số tiếp đi. Em thay tham số này. Bây giờ ID không phải 123 nữa mà là số 2 đi. Name là Bình An chẳng hạn. Price là 22, description là 123. Enter đúng không? Nó cũng bảo insert thành công. Bây giờ ta refresh lại cái chỗ này. Bạn sẽ nhìn thấy có dòng thứ 3 nhé. Như vậy đây chính là cái cách chúng ta triệu gọi một cái API, phải chưa nhỉ? Cái cú pháp của nó đây. Cái chỗ này nó là của thầy nó là 0PRM 0 đúng không? Đấy nhá. Đây là cái cách chúng ta triệu gọi. Thì các em có thể triệu gọi trên đường truyền thì em dùng như thế này được, nhưng nếu mà em dùng phương thức POST thì các bạn không dùng ở đây được. Mà em phải có một cái công cụ nó gọi là Postman đúng không? Là công cụ để giả lập cái yêu cầu. Đấy. Thế thì bây giờ để mà chạy cái này chúng ta phải dùng Postman đúng không? Tốt nhất là chúng ta nên dùng Postman nhé. Chạy quá trình truyền thì nó chỉ hỗ trợ mỗi get thôi. Như vậy các em phải cài cái này này. Postman đúng không? Đấy. Để ta hỗ trợ ta chạy, ta test API đúng không? Trời ơi lại bắt đầu. Rồi. Đấy. Thế thì cách chúng ta chạy một cái Postman thì chúng ta sẽ vào đây đúng không? Các bạn có thể vào đây mà bạn chạy thử này. Đây này, REST API đây đúng không? Chúng ta sẽ có cái thông tin ở đây đúng không? Thì đây là cái đường dẫn của nó này. Đường dẫn mà các bạn cần đưa và chúng ta sẽ có các. Giả sử bây giờ thầy cần chạy cái này nhé, thầy cần chạy cái này thì thầy sẽ lấy, đây là cái đường dẫn của cái API này, đúng không? Paste vào đây. Đúng không? Các tham số, các bạn chọn thầy cái param này nhé, tham số này. Param là tham số. Các bạn sẽ lấy là ID, name, price, description. Chúng ta sẽ có ở đây là ID này. ID này. Name này. Bỏ key đi. À. ID này, name này. Price này. Và description đúng không? Đó. Các em sẽ truyền giá trị vào đây. Ví dụ ID bây giờ ta truyền số 4 đi. Name là gì? Vũ Văn C đúng không? Hay là sản phẩm 4. Giá của nó là 44 đúng không? Tiếp theo là mô tả sản phẩm 4. Đấy. Thế thì khi các bạn chạy, chúng ta kích vào send này. Đúng không? Thì nó sẽ báo là insert thành công đúng không? Đấy. Như vậy các bạn nhìn đây bạn sẽ thấy là kích vào product một lần nữa thì sẽ có insert thành công đây. Như vậy chúng ta sẽ chạy bằng Postman nhé. Thì nó chuẩn hơn đúng không? Mà nó hỗ trợ những cái khác. Đấy, API. Các em có thể code bằng API bằng loại này cũng được, em code bằng ngôn ngữ khác cũng được.
giờ ta cải tiến tí này, giờ ta sẽ dùng cái mảng để trả về dữ liệu cho người dùng, chúng ta sẽ dùng cái response, đúng không? Sẽ bằng array nhá, để chúng ta lát nữa ta trả về dữ liệu cho người dùng nhá. Thế thì ở đây các bạn sẽ kiểm tra ví dụ như là trường hợp như thế này đúng không, chúng ta không gọi echo nữa, gọi echo cũng được nhưng mà chúng ta nên trả về dữ liệu cho người dùng đúng không. Như vậy ở đây trường hợp như thế này các bạn nên nếu mà thành công đúng không thì chúng ta nên thực hiện là respond này, ok chưa, và chúng ta sẽ báo là succeed chẳng hạn đó. Đấy, succeed thì nó sẽ bằng gì, bằng 1 đó, và chúng ta sẽ trả về thông tin cho người dùng ta có respond, đúng chưa nhỉ, là message. Đấy, message thì chúng ta đang ghi là insert thành công ở đây đúng không, insert thành công. Đúng không? Insert thành công đúng không? Và chúng ta trả về cho người dùng không phải cái chấm phẩy này, mà chúng ta sẽ trả về cho người dùng một cái JSON. Bỏ này đi nhá. Mà ta sẽ có JSON end gì encode. Đúng không? JSON là cậu vào chúng ta truyền cái response vào đây. Response nhá. Đấy là cách chúng ta cải tiến để cho nó chuyên nghiệp hơn, đúng không? Còn nếu mà lỗi thì chúng ta cũng trả về lỗi, đúng không? Đấy, thì ta thay vì cái y câu này thì ta sẽ truyền vào đúng không? Vào lỗi JSON endpoint trả về cái JSON encode này nhá. Và chúng ta sẽ có $ response. Được chưa nhỉ? Đấy. Thậm chí là chúng ta sẽ copy cái này ta đưa vào đây. Hoặc là không cần, bạn có thể bỏ này cũng được. Bây giờ thì làm lại. Đây. Respond. Rồi. Thì trường hợp này chúng ta sẽ cũng copy cái này xuống. Đó. Chúng ta sẽ message này thì bằng connection.error chẳng hạn, là lỗi gì. Đúng không? Và cuối cùng chúng ta cũng trả về cho người dùng cái nội dung này nhé. Đấy. Thì thế này nó sẽ là một cái API là hoàn chỉnh này. Ok chưa? Để trả về cho người dùng chúng ta chuyển sang dạng JSON cho nó chuyên nghiệp. Nhưng mà viết đầu tiên nó ngắn ngắn nhưng mà cứ sửa sửa đi thì nó lại dài ngay đúng không? Thế giờ chạy thử nhá. Bây giờ thầy chạy này. Bây giờ thầy sản phẩm số 5 này. Sản phẩm 5. 5 năm. Và mô tả sản phẩm 5 nhá. Phải chọn send một cái này. Nó bảo là succeed message này, duplicate cái gì đây này. Chết rồi. ID của duplicate đấy, các bạn phải sửa lại số 5 đi. Thế thì nó mới. Rồi. Rồi, insert thành công, đúng không? Đây insert thành công, nó trả về cho bạn cái JSON này này. Như vậy chúng ta sẽ vào đây ta kiểm tra lại thì sẽ thấy có cái này, đúng không? Ok chưa? Có sửa được không? Sửa tiếp đúng không? Vẫn sửa được không? Bởi vì thường thường cái insert thì người ta là ít khi người ta dùng get. À, người ta mà hay dùng post, không dùng get mấy. Do vậy các bạn sửa lại một cái này cho nó thành post nhé. Insert thì người ta hay dùng post. Nó là RESTful đấy, thì người ta hay dùng post. Chỉ có mỗi cái thằng select nó dùng get thôi, còn những thằng khác thì nó đảm bảo mật cho nên nó sẽ dùng post nhé. Như vậy thầy sẽ đổi cái này sang post nhé. Thì thầy sẽ ghi vào đây Ctrl C này, Ctrl V vào đây. Thầy sẽ ghi vào đây là post nhé. Rename này, insert post nhé. Còn cái trên là insert get nhé. Rename insert get. Một thằng insert post, một thằng insert get. Thì thay đổi post thành get thôi nhé. Chỗ này thay vì cái chỗ này thì các bạn sẽ thậm chí bạn replace luôn là post thành get đúng không? Tức là cái đô la này này, view này, edit này, chọn replace nhá. Chúng ta tìm cái đô la get.
đổi thành gì? Đô la gì? POS đúng không? Đấy, và chọn Replace All. Rồi, lưu lại nhé. Như vậy lúc này không được gọi thế này nữa. Nếu đã dùng POS thì không gọi kiểu này, lại gọi kiểu khác. Nào thế bây giờ làm sao để gọi được cái POS này? Gọi kiểu gì với POS? Thì bạn không thể copy cái đường dẫn ở trên đường truyền được nhé. Mục đích để bảo mật mà. Vậy chúng ta sẽ gọi POS như sau. Đầu tiên chúng ta phải copy cái đường dẫn của nó. Nó là, cái này nó là gì nhỉ? Localhost. Cái này ta đổi lại một tí này. Bây giờ POS nhá. Kích vào POS data này nhá. Paste vào đây. Nhưng mà chúng ta là insert gì? POS, nhớ gì à? Insert POS. Thì cái lúc này cái phương thức ở đây nó phải là phương thức gì? POS nhá. Các em sẽ chuyển cho thầy vào cái phần body này. Đó. Kích cho thầy vào cái xvvvv form URL encoded đúng không? Đấy. Xong thêm các tham số vào đây, ta có ID đúng không? Ví dụ 6. Name. Ví dụ như là sản phẩm 6. Price là 666. Description là gì? Mô tả sản phẩm 6 đúng không? Bây giờ các bạn chạy thử này. Hiện nay chúng ta kiểm tra lại ở đây chúng ta mới có 5 sản phẩm thôi nhé. Thôi thầy xóa hết cái sản phẩm đi. 5 sản phẩm. Kích vào đây này, 5 sản phẩm này. Bây giờ chạy là nó phải ra sản phẩm 6 thì chúng ta mới code đúng, nhớ chưa nhỉ? Các em trỏ ở đây các em xem này. Đấy, nó bảo là insert thành công nhé. Và lúc này chúng ta sẽ refresh lại cái này, bạn sẽ thấy có sản phẩm số 6 đúng chưa nhỉ? Như vậy get post đều ok. Nhưng mà thường thường là người ta sẽ dùng cái insert, người ta hay dùng post để đảm bảo. Chứ bây giờ mà insert user password vào mà cho trên đường truyền thì còn mà mất ngay, đúng chưa? Đó là lý do đấy. Rồi, như vậy đây là cái cách chúng ta xây dựng một cái API thầy vừa chia sẻ với các bạn. Nhìn code dài thế này thôi nhưng mà thực ra này chúng ta thành lập thì nó cũng không phải là khó khăn đâu. Bây giờ đến sửa xóa, chúng ta chỉ làm một động tác duy nhất, đấy là gì? Thay đổi câu lệnh thôi, đúng không? Sửa xóa, thay đổi câu lệnh là xong nhé. Get nó chỉ dùng mỗi trong trường hợp là chúng ta select dữ liệu thôi. Thế còn post thì các bạn hay dùng các trường hợp khác. Ngoài ra còn put delete nữa đúng không? Thì các bạn có thể dùng theo cách đó cũng được. Thôi để đơn giản là thầy không viết nhiều nữa nhé. Bây giờ các bạn làm một động tác mà nó trở thành kỹ năng quen thuộc là Ctrl A, Ctrl C đúng không? Và thêm một cái vào đây là gì? Up gì? Update chấm gì? Update chấm PHP. Làm một động tác siêu đẳng như này đúng không? Rồi cuối cùng chúng ta chỉ sửa là gì? Update đúng không? Product đúng không? Set. Đúng chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ có where cái ID nhận giá trị bằng ID đúng không? Cái như nó set cái gì? Ta có name nhận giá trị bằng, cắt cái name này sang. Đúng không? Phải price nhận giá trị bằng gì? Cắt cái price sang. Phải description nhận giá trị bằng cắt cái description sang. Và where ID bằng ID, ta xóa những cái này đi. Đúng chưa nhỉ? Đấy, câu lệnh này nếu đúng ý, là nó chạy ngay, đúng không? Nhá. Câu lệnh này đúng thì chạy ngay. Lệnh này có đúng không? Có gì sai không? Nếu chuẩn rồi thì là chạy là sẽ được. Bây giờ chúng ta sửa mỗi cái insert thành gì? Update thôi đúng không?
hô biến nhanh như thế đúng không? Còn chưa chắc, bây giờ phải chạy đã thì mới biết là nó có thành công hay không nhá. Bây giờ chạy này, các bạn sẽ vào cái phần Postman đúng không? Ta thêm một cái update vào đây này, dùng put được nhá, nhưng mà thôi chúng ta để thành post cho nó đúng cái kia, thì chúng ta sẽ copy từ cái post sang, copy từ cái này sang này, cũng chọn update, và thay vì cái này thì chúng ta ghi là update đó, và chọn thầy cái body, chọn thầy cái x www form url encoded cũng truyền vào đây, id đúng không, name, price, description đúng không. Bây giờ ta lấy id của chúng ta bằng 6, có id chưa đúng không, ta name là gì, prd 6 update nhé, price là gì, 1234 đúng không, description là gì, mô tả update, mô tả 6 update. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái id này này, hiện nay của chúng ta đang là sản phẩm 6, 666 mô tả sản phẩm 6. Bây giờ nếu mà chạy update thành công thì nó phải thay đổi thông tin như thời vừa nhập đúng không? Các bạn có thể kích vào đây chạy này. Nó bảo là gì? Update thành công. Ta refresh lại xem chính xác không nhé. Thành công chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn rồi đúng không? Như vậy là câu lệnh update sau khi ta xây dựng insert xong thì update rất nhanh đúng không? Và tí nữa lại có một cái delete nữa là cũng nhanh hơn cả như thế đúng không? Đi đi. Nào bây giờ tương tự, chúng ta làm câu lệnh delete nhá. Lại làm động tác rất quen thuộc là Ctrl A, Ctrl C. Vào đây tạo thêm một cái lệnh là gì? Delete chấm gì? PHP. Và chúng ta Ctrl V vào đây. Bây giờ sửa lại cái API này, hôm trước nó là select thì phải đúng không? Select. Đấy. Và delete chấm PHP, chúng ta sửa là gì? Delete product. Đúng không? Delete from product where, cái này đúng không? Đấy, bằng ID. Như vậy đây là cái câu lệnh rất đơn giản. Lúc này chúng ta không cần những cái này nữa, chúng ta chỉ cần mỗi cái xóa hết cái này đi, chúng ta chỉ cần có ID thôi. Bởi vì xóa nó không cần nhiều thế, chúng ta chỉ cần mỗi ID thôi. Được chưa? Rồi, đây là câu lệnh delete này. Đã, ta xóa dần đấy nhá. Có thêm một cái nữa ta xóa này, thưa các bạn cứ chỉnh đi, xóa xong. Sửa lại chỗ này thành delete nhé. Đã, ta có bộ API hoàn chỉnh đúng không? Cái này so với việc viết .NET thì nào nhanh hơn? Hả? Cái này nhanh hơn chứ nhỉ, đúng không? Nhưng mà mỗi tội nhìn hơi khó chịu, là có dấu đô la nhìn gõ hơi khó chịu. Cái này viết là nhanh nhất, rồi đến thằng Node.js, xong đến .NET, xong đến Java. Java viết là dài nhất. Muốn ngắn nữa thì dùng Python. Ngắn hơn. Vấn đề nằm ở chỗ tại sao thầy lại dùng cái hot bằng PHP, bởi vì thầy nói các bạn là cái hot nó rẻ. Dân mình là thích miễn phí. Vừa rẻ vậy vừa nhiều hot miễn phí. Cho nên dùng cái này rẻ, chứ còn em dùng hot bằng .NET ấy thì trên thị trường không có một cái hot nào cho bạn free .NET cả. Bởi vì nó phải trả phí cho .NET Facebook mà, đúng không? Lấy tiền đâu để free cho các bạn.
Nhưng mà cái này thì nó có một cái hay là MySQL thì nó thuộc sở hữu của Oracle, mà Oracle nó là một cái sản phẩm là có phí rồi, cho nên cái MySQL là cho bạn miễn phí. Chính vì vậy cho nên chúng ta không phải trả tiền, và vì thế cho nên các cái hot nó free là nó rẻ, là hoặc free hoặc là rất rẻ. Rồi ok, bây giờ chúng ta chạy thử cái delete này nhé. Các bạn sẽ thêm một cái delete vào đây, đúng không? Chúng ta cũng chọn là post đi. Bây giờ ta copy cái này, truyền vào đây và sửa tên nó thành delete nhé. Chúng ta cũng chọn body này, cũng chọn là phần URL encoded và thêm vào đây cái ID. Bây giờ bạn xóa thành cái ID bằng 6 nhé. Được chưa nhỉ? Ta kích vào đây này, send này. Ôi chà, sao thế nhỉ? Delete.php có đúng không? Nó báo là không xác định, ID không xác định. Undefined index. Delete thành công. Ấy thế mà cũng delete thành công nhỉ? À rồi, mình viết sai. Cái chỗ này mình viết thừa, nghĩa là chúng ta xóa hết cái này đi, đúng không? Chỉ cần thế này thôi là đủ nhá. Mặc dù là vẫn chạy nhưng mà các bạn refresh lại này sẽ thấy mất cái 6. Mất chưa? Mất rồi nhá. Bây giờ nhập số 5 vào nhá. Nhập số 5 vào này. Chúng ta nhập số 5. Và chúng ta chọn gì? Send. Lập tức nó bảo gì? Delete thành công. Chúng ta refresh lại nó phải mất đi số 5 nhá. Mất chưa? Mất rồi. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong tất cả các API. Còn API mà select thì hôm trước ta code rồi, đúng không? Delete đây. Như vậy ta có bộ API đầy đủ rồi, đúng không? Bây giờ là chúng ta sẽ code Android sử dụng các API này, tương tác với cơ sở liệu MySQL. Bạn có thể dùng SQL Server kết hợp với PHP cũng được nhé, thoải mái. Tất nhiên thầy không demo được cái đấy bởi vì cái máy của thầy không cài được SQL Server. Nào tiếp tục, bây giờ ta tương tác thế nào với Android? Thì bây giờ ta sẽ phải đi vào một cái mô hình tương tác với Android này, tức là API.
tương tác với Android. Do nó hoạt động qua mạng cho nên các bạn phải dùng một số thư viện networking, đúng không? Thì một trong những thư viện xử lý rất nổi tiếng đấy là thư viện Retrofit. Retrofit là một thư viện networking nổi tiếng, đúng không? Cái thư viện này là gì? Là hỗ trợ cái việc kết nối và đọc dữ liệu từ Internet nhé. Vậy thì cái mô hình hoạt động của nó như thế nào? Mô hình hoạt động đó. Thì các bạn có thể nhìn qua cái mô hình hoạt động này. Đầu tiên ta có một cái form bên Android đã, đúng không? Android đây. Đúng không? Ví dụ chúng ta có nhu cầu cần phải insert dữ liệu chẳng hạn. Đây, ta có insert như này. Và ta có một cái button để xử lý việc insert. Nhá. Thế thì cái dữ liệu này nó sẽ được gửi qua môi trường Internet. Đúng không? Môi trường Internet. Ví dụ thế, đúng không? Môi trường Internet này. Thì nó đến một cái API như bạn vừa viết API xong. API. Và API tương tác với một cái cơ sở dữ liệu. Các bạn thấy vừa giới thiệu rồi đúng không? Cơ sở dữ liệu này. Rồi. Thì đây là API. Và đây là cơ sở dữ liệu MySQL. Và vị trí các quốc gia như thầy nói các bạn là gì? Một bên là Việt Nam, một bên là Pháp, một bên là Mỹ, đúng không? Nhá. Đây là ví dụ như chỗ này nó ở Mỹ đi. API thì đặt ở Mỹ, còn MySQL thì đặt ở Pháp chẳng hạn. Thế thì làm sao để ta lấy được dữ liệu từ Pháp thông qua Mỹ lại trở về Việt Nam? Thì cái mô hình Retrofit nó sẽ định nghĩa cho bạn một số những cái thành phần như thế này. Đầu tiên nó sẽ định nghĩa cho bạn một cái model. Đây là một cái model nhé. Thầy ví dụ cái model này nó tên là product chẳng hạn, tức là PRD chẳng hạn, PRD viết tắt nhé. Rồi. Cái model đấy nó thông qua một cái interface. Thông qua interface nhé. Đấy. Và interface nó gọi là interface PRD. Interface PRD. Và nó giao tiếp với một cái gọi là phần respond, chính là cái phần server respond ở bên này. Đó, nó là server respond. Đó, server response. Đấy. Và nó tương tác với nhau, đúng không? Tương tác với nhau. Các em có thể thấy là nó tương tác với nhau như thế này. Ví dụ yêu cầu này, yêu cầu nó gửi qua đây đúng không? Xong nó lại gửi qua đây. Gửi qua đây. Và nó sẽ gửi qua API. Ví dụ đấy đúng không? Còn đây là môi trường Internet thì bạn biết rồi, đúng không? Internet. Đây chính là cái mô hình hoạt động của nó này. Được chưa nhỉ?
Nào, như vậy dựa vào mô hình này chúng ta sẽ thử sử dụng. Như vậy thư viện cần import ấy, thì chúng ta sẽ lên ta tìm thư viện nhé. Thư viện này các bạn search, thư viện chúng ta chỉ cần search như thế này. Các bạn nên gõ là retrofit. Đúng không? Gradle. Latest version đúng không? Đấy. Và chúng ta mở cái này ra thì nó sẽ có mấy cái thư viện cho chúng ta vào. Đấy, thư viện nó ở bản này đó. Hoặc là chúng ta có thể vào thẳng cái này cũng được. Nói chung là sẽ có nhiều cách để ra đấy. Đây, ta có thư viện này đúng không? Thêm một cái nữa là bạn search cái gsun converter nhé. Để đây này, retrofit 2 này. Nó có rất nhiều cái. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta search cho thấy cái để nó chuyển dữ liệu sang đây thì ta sẽ có cái này nữa, cái thư viện này nữa. Là gsun converter nhá. Đấy thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái thằng này, hai cái thư viện này để ta xử lý. Một là thằng kết nối. À đây là Maven à? À đây đây đây, cái này đúng không? Không biết là phiên bản bao nhiêu nhỉ? Converter Native version. Dùng cái Gradle nhá. Chúng ta dùng Gradle mà. Chứ đâu có dùng Native version là bao nhiêu? Hay cứ để thế này nó cũng chạy. Nó Native version kệ đúng không? Ta copy cái này thì là xong. Thế bây giờ ta sẽ mở Android Studio ra. Chúng ta vào cái này và tạo một cái slot là slot 12. Slot 11 đến 12 nhỉ? Đây là slot 11 đến 12. Ủa thế bài 11 làm cái gì nhỉ? À ờ rồi, chuẩn, quên. Bây giờ ta tạo thêm một cái nữa này. Park Kim này là slot 12. Đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chú ý cho thầy, chúng ta phải có Internet, quyền Internet phải có đây nhé. Là một, thứ hai là chúng ta vào cái Gradle chỗ này này, chúng ta paste cho thầy hai cái thư viện vào. Cái thư viện đầu tiên là cái thư viện mà bạn vừa tìm được đấy đúng không? Là thư viện này nhé. Đấy. Đấy, thư viện này thì yêu cầu nó phải theo đúng cái format của nó, là chúng ta chuyển sang cái kiểu này. Đấy. Ok chưa? Rồi, thư viện thứ hai là các bạn sẽ phải tìm ở trên này. Nó có bản số bao nhiêu đấy? Đây này, bản này này. Đâu rồi nhỉ? Retrofit đâu? Ủa? Chạy mất đâu rồi? Đây. À, Retrofit 2. Đây, đây, đây. Cái này nhá. Đây, bản này nhé. Chúng ta cũng copy cái này. Và các bạn ghi là implement. Đấy. Rồi, ok. Sau khi thêm hai thư viện này vào
thì các bạn click vào đây đồng bộ với thầy, chọn see now để nó download thư viện về nhé. Được chưa? Nói như thế này có nghĩa là gì? Nếu mà thi PE mà ở trường ấy thì là không thực hiện thao tác này được, bởi vì chúng ta nó không có mạng, đúng không? Không có mạng thì không làm được cái này. Đấy, kinh nghiệm ấy. Như vậy sau này chúng ta có cái project là chúng ta phải đồng bộ hết về, có gì đưa hết vào. Các bạn để ý cái dòng trạng thái đây này, Gradle Build Model này, download về nhé. Rồi. Xong rồi. Thế bây giờ ta sẽ tạo một cái slot 12, ta tạo cái activity empty view activity, các bạn ghi là slot 12. Đó. Tại đây chúng ta sẽ thực hiện để insert vào cái này nhé. Chúng ta sẽ thực hiện insert vào cái bảng này. Tức là chúng ta sẽ có gì? ID, name, prediction. Phải có 4 trường dữ liệu ở đây, đúng không? ID, name, prediction. Thế thì các em sẽ tạo cho thầy một cái new. À có rồi. Đây. Các bạn sẽ thêm vào đây là cái edit text. Đúng không? Chúng ta chọn con chuyển sang... được, thế nào cũng được. Đúng không? Đấy. Ta ghi là slot 12 TXT 1 nhé. Chính là ID nhé. Rồi. Cái này thì nó báo lỗi thì do nó để nhỏ quá, cho nên chúng ta chọn là quick fix, đúng không? Chọn là đấy. Thế lỗi đúng không? Rồi. ID này. Các bạn sẽ thêm vào đây một cái edit text nữa. Là name đúng không? Các bạn là slot 12 TXT2. Rồi. Rồi ta copy cũng được đúng không? Ctrl C, Ctrl V nhá. Click vào cái này, kéo xuống. Rồi. Thì đây là gì? Slot TXT3. Chà. Đây tính D2 mà. Ôi. Tài nhỉ. Ô. Sao lại thôi được. Edit text này. Slot 12 TXT3. Hỏng rồi. TXT ID đi. Rồi. Slot 12 TXT name.
Rồi. Slot 12 TXT Prime. Và slot 12 TXT Discussion đúng không? Đấy. Rồi. Mấy cái này thì nó fix lỗi này thì chúng ta nó báo là nhỏ quá, thì ta show quick fix này. Thế rồi, đúng không? Rồi, ta thêm button nữa nhé. ID name Bright Discussion, ta thêm button là các bạn ghi là slot 12 BTN thêm các bạn có thể sửa cái tên cho nó là thêm nhá, sửa xóa hiển thị luôn nhá. Slot 12 BTN sửa. Button cuối cùng để là sửa nhé. Rồi, thêm button nữa. Xóa. Và còn một cái button nữa là hiển thị đúng không? BTN slot 12 à slot 12 BTN hiển thị nhé. Hay là HT cũng được, kệ. Rồi. Các bạn sửa cái này là hiển thị đi. Ổn được. Thêm một cái list view ở đây. Ví dụ như cần đọc chẳng hạn. Là slot 12 LV. Thôi đúng không? Như vậy là tương đối rồi. Nhiệm vụ của ta là ta ánh xạ những cái này. Là Editex này. TXT1, TXT2, TXT3, TXT4. Button BTN 1 à BTN insert BTN update BTN delete BTN select nhé.
một cái list view lv cái bánh xạ đi. À mà quên mất một cái việc là không đưa kết quả nhỉ, mà chả cần đúng không, phải có kết quả chứ nhỉ. Thôi được rồi, ta sẽ ghi ở đây là tt1 bằng file r.id.slot12 tt id tt2 bằng file slot12 txt name txt3 12 txt write và txt4 decoration nhá. Đó chưa nhỉ? Thế cũng button btn insert bằng file r.id.slot12 btn thêm. Thế thôi đúng không? Và chúng ta gọi cái hàm này là btn insert.set on click signal v. Đấy, ta để đây đã đúng không? Rồi, như vậy đã xong cái vụ kia rồi. Bây giờ quay trở về cái mô hình đã làm. Cái mô hình này, bạn nhìn mô hình này. Chúng ta sẽ có một cái model, đúng không? Một cái model, một cái interface và một cái response nhé. Thì cái model đây đặt tên là product chẳng hạn. Thì các em sẽ tạo một cái model đây nhé. Ví dụ, các bạn sẽ tạo một cái insert đây này. Packet này, các bạn ghi là insert. Đúng không? Và các bạn tạo một cái model ở trong này là PRD nhé, PRD của insert đấy nhé. Rồi đấy. PRD thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có gì, có name price description đúng không, ID name price description. Như vậy các bạn sẽ có một cái PRD là private string ID name price description. Đó. Đấy. ID name price description. Các bạn sẽ generate ra nhé. Constructor có tham số này. Và constructor không có tham số và getter and setter nhé. Đấy. Như vậy là ta xong cái bước đầu tiên là ta xây dựng cái PRD đúng không? Bước số 2 là chúng ta xây dựng cái interface đúng không? Thì các bạn tạo ra một interface đây. Các bạn chọn là interface đi. Và đặt tên nó là interface PRD insert. Ví dụ thế. Rồi. Interface. Và chúng ta sẽ có một cái là cái form. URL encoded này. Chúng ta thêm một cái nữa là phương thức là gì? Post. Và cái thứ post đây, tên của phương thức là gì các bạn? Là gì? Là insert đúng không? Hình như thầy đặt tên nó là gì nhỉ? Thầy đặt tên nó là gì? Insert post đúng không? Đây, rename này. Ctrl A, Ctrl C. Là insert post .php. Insert post.php. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ gọi một cái call của PRD đúng không?
À, chưa được, tại vì chúng ta chưa định nghĩa cái thằng cuối cùng, chính là cái thằng kết quả trả về, đúng không? Ta bỏ này đi đã nhé. Ta định nghĩa kết quả trả về cho nó này. Kết quả trả về thì theo như cái mô hình này thì tức là chúng ta có server response nhé. Sẽ có một cái là server response của PRD. Như vậy chúng ta tạo kết quả trả về này là SVR response của PRD. Đó. Thì kết quả trả về ở đây là cái gì các bạn? Là trả về là thành công hay thất bại, đúng không? Thì các bạn có thể ghi là private này, PRD, và chúng ta ghi là product. Các bạn chú ý là nó phải lấy đúng tên bảng nhé, không nó sẽ bị sai đấy. Tức là chúng ta phải xem ở đây cái API đây này, này. Nó sẽ lấy về cái product đúng không? Và thứ hai là lấy về cái gì các bạn? Là cái message nhé, copy cái message này này. Phải lấy đúng cái tham số, nếu không là nó truyền về sẽ bị lỗi đấy. Và thứ hai là cái PR và private này đúng không? Là string. Là gì? Ctrl V, message nhé. Ở đây vì là nó trả về, cho nên chúng ta chỉ cần sử dụng phương thức get mà thôi nhé, không cần set. Trả về mà nhé. Như vậy chúng ta sẽ chỉ cần tạo một cái getter thôi nhé. Generate này, cái getter thôi. Hai cái, một là trả về cái product, và thứ hai là cái get product, và thứ hai là trả về cái get message nhé. Ok. Rồi, như vậy xong xong cái này rồi này. Xong cái số 1 rồi. Xong cái số 3 rồi. Bây giờ đến cái số 2 nhá. Cái số 2. Cái số 2 chính là cái này đây. Chính là cái interface này đây nhá. Các bạn mở cái này ra. Và chúng ta sẽ gọi cái call của SVR product để kết quả trả về nó là như thế đúng không? Chúng ta sẽ có insert PRD. Đó. Chúng ta sẽ có một loạt các tham số như sau. Một là field, đúng không? Là ID, đúng không nhỉ? ID. Và giá trị của nó là string ID, đúng không? Tiếp theo cái field là gì? Name. Giá trị của nó là string name. Price, giá trị của nó là price description, đúng không? Description, đúng không? String là description. Đấy, thì đây là cái hàm của nó, đúng không? Rồi, đó là chúng ta định nghĩa xong, theo cái mô hình này là ta định nghĩa xong rồi, đúng không? Ba cái xong rồi nhá. Theo cái mô hình này. Cuối cùng chúng ta sẽ gọi cái đấy lên thôi, đúng không? Nào bây giờ ta gọi nhá. Thì các bạn quay trở về cái phần này để ta gọi này. Ta vào cái phần đây ta gọi này. Bây giờ ta cuối cùng là chúng ta sẽ viết thực hiện cái insert đây, đúng không? Như vậy bước số 1 này, bước số 2 xong rồi này, bước số 3 xong rồi. Và cuối cùng ta viết bước số 4 ở đây nhé. Bây giờ ta gọi trong này. Thế thì ở đây bạn sẽ viết một cái hàm ở đây. Viết một cái hàm ở đây nhé. Là public hay là private này. Void là gì? Insert, đúng không? Insert data nhé. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào đây một cái đối tượng, ví dụ như là ta có PRD P
đó chứ nhỉ, PDP insert là theo đối tượng này đúng không? Rồi bây giờ các bạn đã có rồi thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là tạo đối tượng ra trong fit này. Bước 1 là tạo đối tượng re trong fit. Đó. Thế thì ở đây ta có re cho fit đúng không? Re cho fit sẽ bằng new của re cho fit .builder. Ok chưa? Và chấm cái base url, lát nữa ta lấy url sau nhé. Chấm cái add converter factory đúng không? Thì trường hợp này chúng ta sẽ có gsun. Ái chà, chết rồi, không có rồi. G cái này không có rồi. Gsun như vậy ta lấy đâu ra nhỉ? Gsun converter factory, phải search lại rồi. Gsun converter factory. Đấy. Chắc là sẽ bắt chúng ta phải lấy cái bản này rồi. Sao lại cứ cho cái bản, thôi để bản 11 đi nhá. Có khi để đây nó không ra chứ. Đây, tất cả đây để bản 11 đi. Là 2.11.0 đi xem nào. Để tất cả bản 11 đi xem như thế nào. Rồi thử lại quay trở đây, ta có g ấy gì cả đây rồi, đúng rồi, chuẩn rồi nhá. Gsun converter factory và chúng ta chấm là gì, create. Đấy. À chưa được nhỉ, chấm gì nữa, build. Đấy, thế mới hết đúng không? Rồi, lát nữa ta lấy cái đường dẫn sau nhé. Cái đường dẫn thì ở đây các bạn sẽ lấy, phải lấy địa chỉ IP này. Các bạn phải vào đây, ta chọn là Network. Và chúng ta sẽ chọn Advanced TCP/IP 72 này. Đúng không? Và ta ghi là HTTP 2 chấm sổ chéo Ctrl V, đúng không? Lấy đến chỗ này thôi. À, còn lấy đến cái chỗ này nữa. Nó là A0 cái gì đây này, 0PRM đây này. Đấy, đến đây nhá. Thế còn cái đường nối thì nó nối đến chỗ này, tức là sau khi nó gọi đến chỗ này nhá. Sau nó nối với cái chỗ này này. Nó nối với cái interface này này, chính là cái insert port đúng không? Đấy, nó nối đến. Các bạn chú ý cho thầy là chỗ này nó có dấu chấm phẩy, à, dấu sổ chéo nhá. Không lại nhầm. Rồi. Bước số 2 nhá. Là chúng ta sẽ tạo đối tượng. Tạo đối tượng này. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ có interface insert đúng không? Interface insert. Được chưa nhỉ? Sẽ bằng retrofit chấm chấm create đúng không? Và các bạn ghi là interface insert chấm class. Đấy, tạo cái đối tượng này nó tương ứng với cái interface đó nhé. Và chúng ta sẽ chuẩn bị hàm cho nó. Bước số 3 là chuẩn bị hàm để insert nhé. Thì chúng ta sẽ có call của svr response đúng không? Call sẽ bằng cái insert này chấm gì, insert, và chúng ta sẽ có cái p chấm get id, p chấm get name, p chấm get price. Enter xuống dòng nhé. Và p.get gì? Description đúng không? Đấy. Rồi, ok, chuẩn bị hàm xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực thi hàm. Ta thực thi hàm này.
Bước 4, thực thi hàm nhá. Thì chúng ta sẽ có col chấm gì nq đúng không, nq chúng ta sẽ có new căn chôn dấu cách enter đúng không. Đấy, như vậy là cái đoạn này chính là thành công thì trả về cái này nhé, thành công trả về cái này, còn thất bại thì nó trả về cái này, được chưa nhỉ. Đấy, thế nếu thành, nếu thất bại thì các bạn sẽ ghi là tốt chấm mistake get apply syn context đúng không, và chúng ta sẽ in cái dữ liệu này ra đúng không, tức là chấm get gì message, rồi nếu thất bại tốt chấm len long chấm sâu. Cái tốt này nó giống như là cái message box chấm sâu ấy nhá, như cái message box ấy, đó là hiển thị message box kiểu như vậy, không hoàn toàn giống nhau đâu nhá, hiển thị message box. Nếu như bị lỗi, thế còn nếu thành công thì chúng ta cũng đưa ra thông báo thành công mà thôi đúng không. Thì trường hợp thành công thì chúng ta sẽ có svr respond đúng không, là red, là svr, svr response server sẽ bằng gì, respond chấm gì body đúng không, tức là lấy về kết quả, lấy về kết quả từ server, ok chưa, respond chấm body và chúng ta in ra thôi nhé, in ra thì các bạn sẽ có tốt chấm mistake get application context là svr respond chấm get message đúng không, tốt chấm len shop chấm sâu. Đấy nhá, thành công và thất bại, đây là in ra kết quả, lấy kết quả này cho nó in ra này, hiển thị lên màn hình cho người dùng biết nhá. Đấy, nó là như vậy. Như vậy viết code thì nó lằng ngoằng thế thôi, nhưng mà bạn nhìn cái mô hình này thì bạn sẽ dễ hiểu hơn này nhé. Nhìn mô hình này này, code bao giờ nó chả lằng nhằng. À, sửa chỗ này tại vì nó không ra, nó lát tới vừa dừng nó không ra, nó không gọi được cái đấy, em phải sửa lại cái chỗ này, đổi thành vừa dừng nó giống như vừa dừng trên này, sửa lại cái chỗ này này nhé. Đấy, tức là 2.11 chấm để cho nó cùng cái version trên thì nó mới ra được cái đoạn code này, nó không ra luôn. Bây giờ kiểm tra có được không nhá, bây giờ chúng ta sẽ insert thử này, thì các bạn sẽ gọi vào đây, đầu tiên ta khai báo một cái prd p bằng new của prd nhá, ta có prd p chấm set id thì các bạn sẽ ghi là txt 1.get text chấm gì toString đúng không, p.set name là txt 2.get text chấm toString, p.set price bằng txt 3.get text chấm toString, cuối cùng ta có p.set description đúng không, là txt 4 chấm get text chấm toString. Cuối cùng ta gọi hàm lên, chúng ta sẽ có insert data chuyển về vào đây nhé. Bây giờ quan trọng có chạy được không đã đúng không, thì bây giờ muốn kiểm tra chạy được không chúng ta phải bật locket lên và chúng ta chạy thử xem có thành công không đã đúng không.
À, có một việc quên, đấy là chúng ta chưa cho nó chạy, ta chưa chưa cấu hình để cho nó chạy được. Không phải bài này đúng không? Ta phải cấu hình lại. Đấy là Android Manifest này, chúng ta đổi lại cái Intent Filter này. Ta đưa vào cái đoạn đầu tiên ấy. Đấy là cái slot 12 đổi thành chu. Rồi ok. Em chạy thử đi. Đấy. Bật ra thêm này. ID bằng 8 này. Đó. Đấy, ta insert thử nhá. S này. Insert thành công đúng không? Như vậy ta kiểm tra xem thực sự thành công hay không thì ta sẽ mở đây. Ta chọn cái database này. Bây giờ ta refresh đây nó phải ra 8 đúng không? Đấy, số 8 đấy nhỉ? Chọn rồi đúng không? Sửa lại một tí nhá, 9 đi. Là gì? Name này. Là sản phẩm 9 đúng không? Cái này các bạn sửa lại một tí. Ôi giời ơi. Cái này là giá của nó là 999, description là mô tả 9 đúng không? Mô tả 9 đúng không? Sau đó chúng ta chọn là S, nó sẽ bảo insert thành công đúng không? Muốn kiểm tra thành công không, chúng ta refresh lại cái chỗ này. Bạn sẽ thấy nó có cái sản phẩm 9 đấy rồi nhá. Như vậy là ta đã tương tác Android với một cái API bằng PHP theo đúng cái mô hình như thế này. Bằng cách sử dụng retrofit. Đấy, cách tương tác đấy nhé.